Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án Cầm Long Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Điện Biên, đối tượng Cầm Long Thọ sinh năm 1980, trú tại bản Ten A, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, làm nghề kinh doanh, đã đưa ra các thông tin gian dối là có mối quan hệ rộng, có thể xin được việc vào các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tin tưởng Thọ có thể giúp mình, chị Lò B. Quy, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú bản Xôm, xã Phú Lương, huyện Điện Biên, đã nhờ Thọ xin việc cho. Cầm Long Thọ đã đưa ra mức giá 200 triệu đồng. Chị Lò B. Quy đồng ý và giao 150 triệu đồng cho Thọ trước. Sau khi được đi làm, sẽ trả nốt 50 triệu còn lại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của chị Quy, Cầm Long Thọ đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Đợi chờ một thời gian dài không được việc, chị Lò B. Quy đã nhiều lần đòi lại số tiền 150 triệu. Nhưng Cầm Long Thọ luôn tìm lý do quanh co không trả, nên chị Quy đã làm đơn tố cáo gửi công an huyện Điện Biên. Sau khi xét hỏi công khai tại tòa, tranh tụng giữa các bên và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên đã tuyên Cầm Long Thọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải chịu hình phạt mức án 4 năm tù giam. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng có hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và những công dân có nhu cầu xin việc làm hãy đến trực tiếp các đơn vị, cơ quan có chức năng tuyển dụng theo đúng quy định của nhà nước để tránh tiền mất tật mang.